Nữ quán quân của cuộc chiến tâm linh Nga mùa thứ 15 Julia, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1980. Cô ấy từng nói rằng cô ấy giống như Phật tổ. Cô là nhà tâm linh với linh hồn hỗn độn và là con gái của quỷ Satan chứ không phải con người. Theo mẹ của Julia, khi nhà quán quân Julia được sinh ra thì không hề khóc như những đứa trẻ khác, nhưng ngân nga một bài hát. Khi mẹ của Julia sinh con, ngoại trừ những nhân viên y tế túc trực xung quanh để đỡ đẻ, thì trong góc phòng mổ xa xa thì còn có hình ảnh một người đàn ông bí ẩn mặc áo đen. Sau khi thấy Julia sinh ra bình an, người đó đã biến mất vào trong bức tường. Julia nghĩ rằng đó là người nhà cô ở thế giới linh hồn. Mẹ của Julia cũng thừa nhận người chồng đã kết hôn với cô ấy thực ra không phải cha ruột của Julia. Khi mẹ Julia hẹn hò với cha ruột cô, người đàn ông đó từng nói: anh không đến từ thế giới này. Женщины уверяют, что настоящий отец Ванг существует из мира духов. Mẹ của Julia phát hiện ra Julia có khả năng phi thường là khi Julia cãi nhau với bà khi còn nhỏ. Khi đó bà đang rửa cốc cà phê, cô bé Julia Wang thì giận dữ và khiến tách cà phê vỡ thành từng mảnh. Một sự khác biệt như vậy khiến cha dượng của Julia phản cảm, ông ấy đã xúc phạm Julia là con quái vật. Khi Julia 12 tuổi đã đối xử với cô ấy tệ hơn loài vật. Julia đã tham gia một chương trình và tiết lộ những bất hạnh thời thơ ấu của mình. Cô ấy cảm nhận được người phụ nữ đến nhờ giúp đỡ chịu quấy rối từ cha dượng. Khi tôi 12 tuổi, ông ấy đã quấy rối tôi. Julia chịu đựng cảm xúc, an ủi người phụ nữ đau khổ và tự an ủi mình. Nhà quán quân Julia thời đó đã thể hiện sự dũng cảm vượt trội hơn so với lứa tuổi các bạn cùng lứa. Cô ấy nhặt viên gạch và ném vào người đàn ông để tự vệ. Kể từ đó quán quân Julia cũng biết những người khác không thể đối xử thờ ơ với cô ấy, ngay cả khi cả thế giới ngưỡng mộ cô ấy và nhiều người ghen tị với cô ấy. Julia toàn năng ngay cả khi là một người bình thường. Cao 1m9, đóng vai chính trong phim và phim truyền hình, làm người mẫu ảnh, người đóng MV cho ca sĩ và nhà tạo mẫu tóc, có sách và thơ đã xuất bản. Trong cuộc chiến tâm linh, cô ấy cũng thường xuyên khiến mọi người kinh ngạc và trầm trồ về vẻ ngoài của mình. Những người đã tiếp xúc với Julia, người chồng trong vụ án cô gái co giật của chương trình tâm linh đã nói về Julia là: trông như một con vẹt bắt mắt, nhưng bên trong lại như một con báo với cái đầu thận trọng và bình tĩnh. Đối mặt với người phụ nữ với linh hồn bao bọc trong bức ảnh của vụ án đôi tay kỳ lạ, cô ấy đã trực tiếp nhổ cái cây trú ngụ của bóng ma. Đối mặt với cái ác của linh hồn muốn chiếm linh hồn cô cháu gái, cô ấy trực tiếp ra tay mạnh mẽ. Tôi còn kinh khủng hơn bạn. Julia cũng có mặt dịu dàng. Trong tập cô cháu bị tài xế đâm phải, mọi người lần đầu tiên thấy Julia khóc. Quán quân Julia chuyển lời của linh hồn cô gái. Ông ấy không có bố mẹ, ông ấy cũng có mẹ già, có con gái và con trai. Con gái anh ấy còn rất nhỏ, mới sinh. Anh ấy có tội nhưng đừng trách anh ấy. Cô gái đang cầu xin gia đình dừng lại, đừng tự day dứt vì cái chết của cô ấy và mong gia đình mình tha thứ cho anh ấy. Trái tim Julia đã rung động trước linh hồn cô gái này. Ngay sau khi Julia giành quán quân của cuộc chiến tâm linh Nga mùa 15, cô ấy dường như đã thay đổi phong cách của mình. Cô ấy cắt phăng đi mái tóc dài của mình và điên cuồng giảm cân. Thay đổi phong cách ăn mặc, chuyển sang các bộ vest nam và đổi tên thành Thomas. Điều này đã gây ra tranh cãi trong lòng người hâm mộ. Nhiều người suy đoán rằng linh hồn hỗn loạn trong cơ thể Julia đã rời bỏ sau khi đoạt được bàn tay xanh. Cũng giống như kiếp trước như lời miêu tả của Julia. Liệu cô ấy còn làm được những gì mình muốn ở đây không? Đâu mới là bản thân của con người tôi? Một số người hâm mộ cũng đứng ra bác bỏ tin đồn, phơi bày tuyên bố của Julia Wang trên Instagram. Quán quân Julia chuyển giới. Báo cáo kiểm tra di truyền cũng nói là nam giới. Bây giờ chỉ là linh hồn hỗn loạn trong cơ thể và Julia đã sẵn sàng hơn khi xuất hiện với diện mạo là người đàn ông. Nhưng không có vấn đề gì, quán quân Julia đã mang theo nhiều sự khích lệ và động viên từ khán giả. Trên đời này không có người thay vì tranh cãi rằng linh hồn hỗn loạn còn ở đó không, quán quân Julia là nam hay nữ, trận chiến tâm linh là thật hay giả. Một vài lời như vậy không bằng những lời động viên. Như những phương tiện truyền thông đã nói, hãy sống sao cho tốt cho cuộc sống tràn ngập ánh sáng. Hãy thực hiện những ước mơ của bạn. Mỗi chúng ta đều có thể làm chủ vận mệnh của cuộc đời mình. Vì bạn chính là vị thần của riêng bản thân bạn.